Nói chung xin chào tất cả quý vị trên kênh YouTube này. Hôm nay là live show Phan Bảo Thắng. Lần đầu tiên có thấy là Phật đạo nhộn như vậy. Mà khoảng chừng nhiều cũng khó, thì khoảng chừng 5-7 năm rồi cũng phải về hát làm đạo. Được hết anh cùng đồng hành cùng tất cả anh chị em và đại ca Bảo Quốc. Đặc biệt là hôm nay có sự kiện đặc biệt là cái người đã đưa tất cả chúng ta đến đây. Điền là sư phụ của Dung, đã người đã đưa thanh tuổi của Dung lên trên cổng thanh tuổi đến hôm nay. Mà đặc biệt hơn nữa là cái người em Bảo Quốc là cái người lo cho Bảo Dung, vừa lo cho Bảo Dung ngoài đời, mà vừa là lo cho được thanh tuổi của Dung vững chắc tất cả hôm nay. Cái tên Bảo cũng chính với anh Bảo Quốc. Dạ được, dạ được, dạ. Rồi, cho tên lắm nha. 1, 2, 3, từ lên. Không nổi nha. Đâu, quá dạ, cảm ơn. Lấy xin mời lên. 1, 2, 3. Lâu lắm rồi, bảo chung mới được ra hát là phụ đạo. Chắc chiều cũng có trong khoảng 10 năm. Tại trong thời gian bảo chung ở Mỹ thì không có được hát cây lương. Tại lâu lắm rồi mới được hát cây lương bữa nay. Tức đoạn trong cái vở cây lương không bán tình. Do bảo quốc ảnh nghĩ tới bảo chung ra như là bảo chung được cái giai ông già trong cái tuần bảo chung. Thành ra. Dạ.